Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay mình lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi ARK. Tình hình là ở dưới căn cứ của mình đó các bạn. Hôm nay á, nó xuất hiện ra một cái con boss số 8 với lại 1 tỷ máu ở phía bên dưới nè. Đó, con này á thì hôm nay mình sẽ sử dụng con quỷ lửa của mình để mình farm cái da của nó ăn. Lấy da nó đem về chế tạo thêm mấy con block king nữa để đánh tìm viên đá tiến hóa luôn mới được. Đặt trên này thì mình sẽ búp sức mạnh cho nó ăn cái á. Đó, tăng lên đam cái búp luôn cái chiêu này lên một phát lửa rực rực đầy người nó luôn vô mình dứt liền mới được, dồn tới tấp văn đốt nó, đốt nó, sau đó thì hit and run. Ui nó làm chậm mình luôn hả, dồn thêm một phát nữa nè, 29 triệu đam một hit, kéo đi một giây luôn mà thêm một cái nữa. À hả, ây da, gì đây, à level 40 hả. Con này thì tabo một chặt thôi là đi à, một phát có 2 triệu máu mà 1 tỷ máu còn không chịu nổi nữa. Đây thì được 50 cái da ha, với lại một cái cây gỗ. À, con này thì ui nửa cây hả, ui nó đang rút máu xuống dần dần này, ghê vậy, mình phải cất cái vô để giải hiệu ứng cho nó đó, nó bị đốt máu dữ lắm. Rồi bây giờ thì lấy gà chiến của mình xuống phía bên dưới ăn, lên phía bên trên. Hôm nay á, để xem coi mình chế tạo được thêm bao nhiêu mấy con mà lắc kinh nữa. Để mình đánh mình kiếm viên đá tiến hóa. Hiện tại là mình đang chỉ sở hữu được một viên thôi, mà cần có 2 viên với lại 50 à 30 cái da. 2 viên với 30 cái da thôi là tiến hóa được cho em nó ăn. Xem coi mình hút bỏ da trong này, mình hút thử 2 con đi. 2 con thì được ha. 3 con á thì được luôn nè. Nhưng mà chắc mình đánh tầm 2 con thôi. 2 con thì cần có thêm 2 cái token của con Red nữa. Hai cái token red đây, dứt một quá hai cái, mình phải chừa da lại 30 da nữa để tiến qua ha, sau khi có viên đá. Nhưng mà này cũng hên xui lắm. Thôi thì dứt con red trước cái đã, xem có con nào xuất hiện nữa không. Mấy con linh tinh thì mình cứ clear hết đi ăn, cho nó sờ bệnh mấy con mới, kiếm mấy con boss số 7, số 8 đỡ mình đánh mình kiếm da. Chung quanh thì cũng clear rồi đó. Bên đây cái gì vậy, nhện nhện dứt một quá. Ủa, con nhện đánh vô đam dữ vậy, 900.000 đam. Ủa gà nữa nè, trời ơi cũng 20 à, lần trước bắt 500 mấy hôm nay xuất hiện có 20. Đây đây mình sẽ quất luôn á, những cái tới tới xíu qua phía anh đây mình dứt thêm một phát nữa, dứt hai con là mình gom lại mình đánh cho nó nhanh. Đây con đầu tiên, con đầu tiên xuất hiện thì mình cứ mưa tới tấp thôi. Con gà chiến này của mình thì đánh một phát là 90 mấy ăn, khi mà có 2 con thì còn 61, lẻ loi một mình là 91 lận. 2 con mới spawn không có con nào kháng đam hết là xong. 1 con cộng 1 token, 2 con 2 token, quá đẹp. Hy vọng là ngay lần đầu tiên hoặc là lần thứ hai ăn có được viên đá luôn thì ngon, đỡ mình phải chế tạo thêm. 2 cái token mình sẽ bỏ phía bên đây, sau đó dứt dứt. Đã, ok. Bây giờ thì đi chỗ nào cho nó phong thủy tốt tốt xíu anh. Lần trước mình đánh được viên đá là ở hướng phía bên này nè. Hôm nay quay trở lại anh. Đây, chính xác là ở đây chỗ này nè. Đó, đánh từng con cho nó hội hợp và kịch tính hơn. À, chờ đợi cho nó xuất hiện thôi. Con này thì gà mình chơi được. Con này thì nhớ là 15 triệu máu thôi. Cho nên mình nhả xuống là đẹp. Ủa con gì dữ vậy? Ui con TT hả? 580. À TT này cao cấp hơn con TT nhà mình một bọt nè. Con này TT giáp Tết lận. Được đó chứ. Mình xử xong con boss này cái mình xuống mình xử nó luôn á. Đây là đây con boss này à. Boss này thì giờ có 15 triệu máu thôi, không có kháng đam nữa ăn. Cho nên mình làm được. Đây rồi. Xem cười có không nè. Ây da, đeo xuống lắc dữ vậy. Trời ơi, vẫn không cho. Thôi thì mình sẽ xuống phía bên dưới ăn. Né né không tơi tơi ra. Mình sẽ summon ở dưới này nè. Thử thêm một phát nữa. Dứt một phát. Đó. Lần này thì mình sẽ lấy chiến binh người lùn ăn. Chiến binh siêu tăng cơ của mình ra mình chơi à. Lần trước thì mình cũng sử dụng chiến binh siêu tăng nè. Cái mình đánh rất là may mắn luôn á. Vô búp lên cái sau đó thì sử dụng chiêu qua
chữ chuột phải đâu. Không phải, chữ R, chữ R. Chữ R là chữ NT. Đó, long trời lỡ đất khăn. Tuốt ở trên kia luôn mà. AOE rộng lắm. Xuống đây thôi. Con quỷ này thì đánh hơn một cái. Bằng may mắn nè, ta đó thì NT. Bum. Chắc chắn là em nó sẽ rụm thôi. Mà bây giờ thì xem coi. Có không? Trời ơi, không có luôn á. Ây chà. Hai con mà không có luôn. Đây, bây giờ mình sẽ cất này vô ăn. Quá là nhỏ luôn mà. Lấy baby gà chiến mình đây. Mình sẽ bắn cho con này xỉu ăn. Con này thì có hai mấy triệu tuber thôi, dễ. Ủa lăn kìa. Wow. Lăn ghê vậy. À, vậy là con này có chiêu lăn. Con trước kia là chưa có chiêu lăn nha. Còn phiên bản này là phiên bản cao cấp hơn, cho nên có chiêu lăn. Bắn cho nó cái cho nó tăng turbo lên nè. Bắn cho nó phá. Bị lóc lại ha. Sau đó nó tăng lên ào 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 luôn nè. Đó, xỉu liền. Con này thì nữa rồi. Hôm bữa mình chế tạo cái cục, mình tính đi săn cái con nha. Con vỏ sò bạn. Kết quả là chưa có con vỏ sò xịn nha. Mình vẫn còn để nó trong cái bàn á, trong cái đền rồng này của mình nè. Hôm nay đã đến lúc lấy ra sử dụng rồi. Đó. Qua trở lại thôi. Con kia dư có cho nên bắt phải. Để xem coi. Nếu như mà mình làm thêm nữa thì đủ không? Bắt thêm nữa không? Đủ nè, nếu mà hai con nữa thì sao? Hai con đủ, ba con nữa thì sao? Ba con thiếu một cái da ha. Vậy là thêm được hai con nữa đó. Hai cái tô cành. Nguyên hoàn tới hai con red. Ok. Làm tiếp hai con red nữa. Cho con kia ăn trước đi. Sau đó mình sẽ quất luôn con red. Qua chỉ là cho cửu con cài. Quất liền hai con red nữa là mình có thêm hai cơ hội nữa để tìm viên đá tiến quá đó. Lần trước mình đánh tới tận 5 con mới có 1 viên đó. Lần này thì mới đánh có 2 con thôi. Đây rồi. Con này thì lát mình sẽ test chiêu sau đi. Còn bây giờ thì chắc cơ cho con cái. Sau đó thì cất vô. Xuống phía bên dưới này mình sẽ summon 2 con dưới này luôn nha. Chiếc một quát nè. Bên đây thêm một con nữa. Chắc phải tìm một chỗ nào đó mới thôi. Chỗ này có vẻ như không còn may mắn nữa rồi. Đây hai token nè. Hai con. Nếu mà thêm một con đó là thiếu thiếu da. Mà nó cần 15 da, vậy là mình đang có 14 da. Bây giờ mà có viên đá là phải đi farm thêm da nữa. 30 da nữa ăn. Thì mới tiến qua được. Thôi cứ quay trở lại chỗ cũ đi. Sau đó tìm chỗ mới ăn. Chỗ nào đó may mắn hơn đây. Qua phía bên đây thử xem. Chỗ này hả? Simon phía bên đây đi. Đây mình sẽ ly hết nha. Ly hết cho nó thông thoáng an toàn nha. Chỗ mình summon luôn à. Có 4 con thôi đó. Hai cơ hội cuối cùng ha. Đài. Chiến binh siêu tăng. Phía bên ngoài mình in tên cái đây. Bum. Ly xương quanh. Đó, sạch sẽ hết rồi. Đây rồi. Đánh thừa một cái. Búp giáp lên cái. Nó nhảy lên đúng không? Nó nhảy lên thì mình cũng lại nhảy lên. Đó. Con thứ ba. Xem coi con này. Ôi ôi, 1000 mấy cái luôn mà không có cái cục viên đá tiến hóa. Cái mình cần thì lại không có. Chắc là phải chuyển sang cái con người rắn thôi. Người rắn ngày hôm qua ha. Đài. Đó. Đổi tướng xem có may mắn hơn không nhá. Con này thì cũng có chiêu búp giáp. Vừa giáp vừa đam nữa. Đây rồi. Nó thì mình cũng vô mình chém thường. Đánh thường. Đánh thường một cái nè. Sau đó thì rút. Một phát một cũng sẽ phải đi thôi. Và đồ nằm trong cái xác luôn hả? Ui, đây rồi, cuối cùng cũng đã có. Ôi ôi, con thứ tư anh. 4 con mất được cái á. Đồ nằm trong cái xác thì may mắn dữ lắm. Dứt được một cái. Đánh không có mất cái xác á. Ngon. Vậy là bây giờ thì gấp chưa thôi. Về với lại căn cứ anh. Coi như đá là mình đã đủ nè. Mình còn thiếu da nữa. Thiếu thêm 16 da nữa.
Con này còn 30 da lận. Đá đây có nè. Hút một cái. Đúng rồi, 16. Vậy là bây giờ mình phải đi vòng vòng mình săn thôi. Lấy baby gà chiến ra. Dọc qua phía bên ngoài có không? Ôi ơi, xuất hiện toàn mấy con gì đâu không á. Bờ te, mô chớp, đồ không à. Dọc dọc lên phía bên trên nè. Ây da. À, đô đô hả? Nhất. Mình để ý là trên này hay xuất hiện mấy cái con bó số 6, số 7, số 8 lắm nè. Trên cái vùng đất này nè. Ăn ghen đồ hả? Nhất hết. Clear hết. Tới đâu mình clear tới đó hả? Gigan nữa hả? Gigan nhất luôn cái là giọt nhanh. Giọt hỏi con quỷ phản lực đó đấy anh. Phía này, ơ chiến binh nữa nè. Ờ, chiến binh silver hả? Ui, lần trước mình đánh xong chiến binh ở bên đây rồi. Lần trước là chiến binh cầm cung á. Hôm nay xuất hiện lại chiến binh. Bên đây liên tục xuất hiện mấy con chiến binh. Hết con này tới con kia. Ui, đây, 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 có nè đây. Ờ, số 7, số 7. Ủa, số 7 mà tỷ mấy dữ ghê vậy. Số 7 mà còn ghê gớm hơn cả. Ủa, trên này còn con nữa hả? Ủa, có số 3 nữa hả? Ui, lần đầu tiên mình nhìn thấy con số 3 luôn á. Được, được, nhất luôn, nhất luôn. Trước giờ thấy toàn số 6, số 7, số 8 ăn. Số 9. Số 9 hình như chưa có. Không biết có số 9 không nữa. Đây, con này xuống á. Xuống mình búp chân cái trước á. Búp lửa lên cái nè. Ok. Hơi đói nha. Hơi đói nhưng mà một chặt. Con này thì số 3, dễ. Có chiến binh nữa kìa. 300 mấy hả, tabo. Con kia thì nó không dí mình. Có một chiến binh nè. Dứt nè. Lửa dữ quá, không nhìn thấy gì hết à. Tabo thì một quá là đi. Ở đây thì, ui, con này cùi dữ hả. Số 3 đúng một da. Chủ yếu là farm mấy cái comment show á. Còn con phía bên đây nè. Ở dưới địa hình thì mình cứ ở trên này mình chặt thôi. Ờ, không được. Đứng ở dưới chặt lên không được ha. Phải đứng trên chặt xuống thì lợi hơn, chứ còn dưới chặt lên là coi như là xong. Ở đây. Ui, rút được một giây ha. Kéo cỡ đó vậy mà thấy nó máu nó không xi nhơi hết à. 29, 29. Và xong. Ờ, nghe tiếng nó ngã xuống rồi đó. Con này thì chắc chắn nó phải có 50 cái hay là 30 cái gì á. À, 30 cái thôi. Con này số 7. Con số 8 mới 50 cái. Vậy là đủ rồi đó. Ngon luôn. Còn con nào nữa không? Qua lụm được hai con luôn mà. Nhưng mà con số 3 cùi quá anh. Số 3 được chủ yếu là comment show thôi. Nên mà còn con nào bên đây nữa không? Chỗ này đúng chỗ để farm luôn á. Dưới này pháp sư. Cây cối đồ. Raptor hả? Raptor dứt đây. Cho nó ra còn mới á. Đúng hai con đó thôi. Dứt luôn mấy con này. Còn nữa không? Rồi qua giới về với căn cứ thôi. Được rồi. Đủ đủ không? Chủ yếu mình cần 16 cái thôi. Cho mình 30 cái là dư. Rồi. Con này lúc đầu mình summon á là level có 150 ha, tem xong mà lên được level tem là 224 nè. Còn bây giờ thì bỏ da vô. Sau đó thì dứt, lấy đầu ra. Còn cái xấu lần trước các bạn là mình sau khi tiến quá xong á sẽ được búp level lên á, giống như lúc đầu á là mới summon là nó nép xuống ha. Sau đó bắt buộc mình phải tiến quá lên dần dần á thì nó đã búp lên dần dần trở lại và nó sẽ mạnh. Con này thì nhiều bạn nói là nó có thể tiến quá được nhiều lần lắm. Lần này á, là cần viên đá số 5 ha. Chắc là lần sau cần viên đá số 6 á. Nhưng mà hình dáng có thay đổi không? Ừ, số đam hơi cùi á. Một trong những chữ số rất là cùi của nó. Food là cùi nhất nè. Food thì mình không cần rồi, chủ yếu là đam với máu thôi. Cái này ghê vậy. Wow, nó kéo vào nguyên một cái bệ màu tím tím ở phía bên dưới ha. Xem coi lên level tem không nè. 224 đúng không? Ghi nhớ chỉ số của nó ăn. Để phân biệt được trước khi tiến quá và sau khi tiến quá. Đó. Văng đâu vậy? Ui, văng dữ luôn hả? Ôi, 700 mấy luôn rồi. 750. Đó, búp lên. Bây giờ là 103 sức mạnh ăn. 110 máu. Tốc độ của nó là 123. 123 luôn.
Đây chắc à đúng rồi, còn có thể tiến hóa được thêm nữa nè. Này có thêm slot gì nữa không? Slot gì chứ? Giống như kiểu mình bỏ cây nỏ vô được không? Nhưng không cho. Đây bỏ móng vuốt vô thử được không? À không cho luôn không? Kéo dưới này lên đó thì nó sáng 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 giống như kiểu bỏ vô được á. Mà không cho. À nhưng mà cây cuốc thì sao? Cây cuốc chắc không được ha. À, không biết bỏ gì vô. Nón được không? À, không cho bỏ nón luôn không? Ờ không bỏ gì vô được hết à. Con này không biết nó sử dụng gì nữa. À đây thôi, mình sẽ thử yên cưỡi cái. Lên chỗ căn cứ một cái. Mình đang có cái yên cưỡi mình chế tạo sẵn rồi. Giờ chỉ cần lấy ra, gắn vô cho em nó thôi là được. Lắp cho em nó cái yên cưỡi thử xem có được không. Đây mình có nè. Đây. Yên này cắm cho em nó thì à không, con này không xài yên cưỡi được ha. Nó phải có nón chiến binh của nó hay sao á. Thì đi xuống phía bên dưới để mình thử chiêu cái đã. Lát mình sẽ thử chiêu TP luôn. Đánh thường một cái nè. Ờ cũng chém chém nè. Chém chém hay á, như là chiêu cũ. Đó đánh thường. Chưa cộng gì hết là được 8.000 đam. Còn chuột phải thôi. Chuột phải là chém gió đúng không? Chém là cái tia kiếm khí bay về phía đằng trước. Chém vào bờ tay một cái nè. Dướng hả? Chém bờ tay một phát. Đó 2.000 mấy đam nè. Chiêu ít coi. À, chiêu này trẻ về phía đằng trước nè, 200.000 đam. Chiêu này thì xa lắm, 300.000 luôn hả? Còn chiêu này thì nhảy lên, chặt xuống. Nghe sấm chớp đồ cái kiểu á. Thử coi. Chặt một cái. Trời ơi, 5.000 đam vậy? Có vẻ như chiêu C thì không bằng chiêu X chứ. Ôi, nhưng mà bây giờ chiêu C là mình có thể spam liên tục nè. Lúc chưa tiến quá là cái chiêu C này á, là cần phải có thời gian cooldown khoảng tầm 2-3 giây gì á. Còn bây giờ nó sẽ spam liên tục được. Còn chiêu ít thì spam liên tục được rồi. Chiêu ít thì mạnh hơn ha, chiêu quy coi. Đó quy là sấm chớp nè, 200 mấy ăn sấm chớp, 100 mấy, 200 mấy, xa lắm. Chiêu r thì r không có, o cần chon hay là t à, không có ăn. Vậy là nó có chiêu sấm chớp, chiêu X, chiêu C với lại chiêu chiêu R như không có. Vậy là 1, 2, 3, 4 chiêu không? 4 chiêu với chiêu chuột phải là 4 chiêu á. À dạ chiêu này ngon nè. Chiêu này vừa cooldown nhanh mà vừa cắt chiêu nhanh nữa. Gần như là ngay lập tức mình có thể sử dụng liên tục ở đây. Đó chặt vòng 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 nè. À, mình mới phát hiện ra, bình thường á, mình nó im nè. Nó hẳn về phía đằng trước nha. Nhưng mà chặt cái mình quẹo qua cái là nó quay nè. À, bẻ lái được cái chiêu kiếm của nó luôn á. Này mà lấy chặt xuống dưới nước thì farm ngọc được cái kiểu dưới luôn. Cá dưới sao chịu nổi. Đó. Mấy con tôm phía bên dưới là liên tục cung cấp ngọc cho mình. Con này là sau này vẫn còn có thể tiến hóa được. Nhưng mà mấy cái show này của mình nhiều lắm. Cho nên là về căn cứ một cái mình sẽ cho nó cái Professor vô luôn các bạn. Cái tăng kinh nghiệm maximum á, chế tạo luôn hai cái á, đúng không? À, làm luôn hai cái đi, lát để cho con TT luôn. Cho này mình bỏ vô trong này đi. Cái này farm thêm mà có một nồi nữa mà. Đi farm mấy con boss số 8 không? To quá trời quá đất. Dứt luôn nghe chứ còn chờ gì nữa. Dứt. Đó, 400 mấy. Em nó là chưa có cộng gì hết luôn á. Con này thuộc dạng đi bộ chắc là phải 300% tốc độ di chuyển á. Máu mặc định của nó thì có 6 triệu mấy à. Vẫn còn tiến hóa thêm là vẫn còn có thể bonus thêm á. Búp thêm vô nữa. Sau khi mà maximum chỉ số cho nó thì máu của nó thì được có 114 thôi. Và máu thì đây à, hết luôn hả? Không sao. Hồi nãy farm được một mớ mấy cái common soul nè. Mình sẽ sử dụng để chế tạo máu luôn. 10 cái luôn đi. Để dành sử dụng luôn không? Đây đây. Con gì Agrop đã kia hả? Chém thường một cái 9.000 đam năng. Hình như chém thường này không có tăng đam. Ui 800 mấy nè. Cũng có tăng á. Bên kia mình thấy có con gà hả? Ờ Origin. Trời ơi xuất hiện thêm một con mới nhưng mà 200 mấy à. Chắc mình xử luôn. Chặt một cái nè. Bây giờ là cũng 200 mấy ăn. Nhưng mà kéo một giây lận. Với mấy con nhiều nhiều máu mình mới thấy nó kéo được một giây nè. Còn chiêu này thì nhảy lên. À, chiêu này hình như nó không xịn bằng á. Làm cho mục tiêu bị dính cái búp gì thì sao á.
hay là con em đi chậm vậy? Chiều này không ngon. Chiều này ha, chiều này là kéo được 1 giây nè, nhưng mà cũng chỉ được có 200 mấy thôi. Con gà này chưa chết đó, chém mấy phát luôn á thì nó mới chết được. Vậy là phải cần phải tiến quá nhiều lần nữa mới mà thật sự mạnh nè. Chứ còn đem so sánh với mấy con kia của mình á thì nó không mạnh bằng. Như con quỷ lửa đó, quỷ lửa thì tiêu chặt của nó ghê gớm quá. Đây thì được cho như là 200.000 đam cho một hit, kéo được 1 giây á. Còn mấy con lẻ lẻ nhỏ nhỏ là 900, vậy là cũng tùy con á. Nó chém vô con gà nè, chém vô con gà đô đô á thì được có mấy chục à. Thì chém lên phía bên trên á, chém lên phía bên trên thì thường thường sẽ lỗ lắm. Phải đứng ở trên nè, ít nhất cũng phải ngang tầm với nó. Ui gì rồng, Ovirin hả? Ovirin nè, ui 400 mấy luôn á chứ. Có nên bắt không đây? Đó đánh như mấy con mấy con khủng long dễ trâu á thì mới vô đam á, 800.000 đam một hiếp. Còn đánh như mấy con đô đô này thì kỳ lắm. Rồi đi rồi, trời ơi, tính xuống bắt nó nhưng mà sao nó bị con con ăn game hả, Abyss luôn hả? Trời ơi, hèn gì nó đi luôn mà. Vậy là sau này phải kiếm thêm viên đá nữa bạn thì mới tiến quá được cho con này ha. 2 viên đá nữa hả? Trời ơi, chưa biết kiếm viên đá ở đâu luôn á. Bây giờ mình sẽ thử con tê tê nãy mình mới bắt á. Tê tê nãy mới bắt là con đại con này mình cũng sẽ đổi lại là thành con tê tê đây. Tê tê nhưng mà là tép thôi. Đã con 10 mấy triệu máu thôi. Cái gì vậy? Chị ông hả? Này anh ông với chị ông gì? Level 40 thôi. Ít thử coi. Ít là tạo ra 2 cái dư chấn trước mặt, còn chuột phải thì cuộn đuôi và đập xuống. Chiêu này là chiêu con kia có y chang nè. Chiêu vui hứa. Cho nó lên trên á. Ủa đang bơi hả? Đây, quy một cái ơi. Đấy. Lăn tới phía trước nhưng mà nó cũng lăn được một đoạn thôi. Nó không có phải lăn hoài như con đôi á. Sắn lấy chớn sau đó lăn đập 100 mấy à. Còn chiêu R thôi. R có luôn. Quay. Xoắn tròn á. Xoay như cái bông vụ ngay chính giữa và cũng nổ bùm. Cũng 100 mấy. Còn chiêu chuột phải của nó là coi như là đập cái đuôi á. Cuộn là đập cái đuôi về phía trước. Chiêu này là con TT cũ của mình cũng vậy nè. Nhưng mà TT cũ của mình thì ít chiêu hơn. TT này thì nó có nhiều chiêu hơn nè. TT bình thường là chỉ có 2 chiêu thôi. Còn con này thì có cuộn lăn về phía trước. Nhưng mà lăn không được nhiều lắm đâu. Lăn mà dướng mục tiêu rồi nó sẽ đập luôn á. Còn bình thường nếu không dướng mục tiêu là nó sẽ đi được về phía đằng trước một đoạn. Mình phải tìm chỗ nào không có quái á để mình lăn cái á. Bên đây nhiều quái quá. Đây chỗ này nè, thử thêm coi. Đó, ui dướng con gà hả? Chỉ cần có một con gì đó cản chân nó thôi ăn là nó cũng sẽ bùm cho một cái. Lăn đường đoạn xíu thôi à. Còn chiêu này là sắn như bông vụ á. Con này thì cũng đang có cái đâu cái này luôn nè, dứt luôn rồi đi ăn. Con này yên cưỡi nè, đấy cho em nó luôn em. Con này được cái chỉ số quay nhiều dữ vậy, 135. Con này siêu tải hàng rồi. Sau khi cộng xong các bạn, 300 hả? Ôi, 314 triệu máu. Con này cũng được nhiều máu ha. Đúng là có giáp, giáp test mà. Rồi thì cũng sẽ cất vô ăn. Vậy là có 2 TT. TT thường với lại TT có giáp. Đây, bây giờ thử chiêu lại cái ăn. Lăn về phía đằng trước. 100 mấy nhưng mà kéo về 1 giây lận. Đó, bây giờ thì đi nhanh và mượt hơn nhiều. Đây đây, mấy con dư này thì mình xả xử nó. Chiêu này nè, nổ ra phía đằng trước nè. 500 mấy à. 500 mấy vô con tôm. Còn vô mấy con này thì 1 triệu mấy. Ai à. Cũng được chứ, chiêu này chiêu ít á. Tạo ra 2 cái dư chấn trước mặt ha. Con này thì xuống nước thì cực kỳ chậm. Để ý mấy con đi bộ trên bờ á. Nếu mà mình cho xuống nước là đi chậm lắm. Đây thì xây nè. Chiêu xây này là đánh từ xa. Là tạo ra 3 cái dư chấn nè. Còn cái chiêu R này là chiêu đánh tại chỗ. Nhưng mà cách chiêu hơi chậm, hơi lâu á. Đó.
Trời ơi. Cắt chiêu hơi lâu mà đam không cao nữa. Vậy là mình thấy có chiêu chiêu ít là ngon thôi. Chiêu ít mình cứ lộn tới. Ôi, nghe tiếng có chiến binh đó. Lại nghe tiếng keng keng của chiến binh nữa rồi. Đâu đó chắc gần gần đây hay sao á. Cầm con này thì chắc là đánh chiến binh được, không sợ đâu. Có con ai biết thì hơi sợ ăn. Rầm kia nó quất phát đi luôn mà. Đây mấy con ăn game bình thường này nè. Giúp cho một cái 700.000 đam. Nói chung mấy con kia chịu mấy đam luôn á. Tao lại quay lại xem coi. Dưới này xem coi có xuất hiện con nào mới nữa không? Toàn bờ tem không? Đây, giúp cho một cái nè. À, có một con. Ui, con này số 6 hả? Số 6 thì cuộn cái kinh. Đó, kéo nè. Sau đó combo vô luôn. Tạo 3-4 cái dư chấn gì ha. Vô một chỗ luôn. Sau đó sấn. Đi luôn hả? À, ở gần quá là nó lăn luôn không? Mà chưa chết nữa kìa. À, con này hơi nhiều máu á. Con này của mình thì nó không bằng mấy con kia đâu. Như quỷ lửa đâu á. Chiến binh lùn đồ thì đánh mới được. Nhưng mà kéo ngay tịch đã lắm. Đó. Ồ, nó đi luôn rồi. Quên sử dụng chiến binh cần ai xuống á. Chiến binh mới tiến quá xong mà quên sử dụng á. Được 10 thôi. Này là 2 xô 10 da. Vậy là hôm nay á, thì cuối cùng mình cũng đã tiến quá được con Blackkin à. Hình dáng của nó thì mình để ý là nó không có thay đổi hết à. Blackkin này nè. Kéo thêm một cái nè. Kéo lần đầu tiên là nó sẽ bị lúng xuống phía bên dưới á. Đó, kéo lần thứ hai. Hình dáng với thanh kiếm của nó thì không có thay đổi. Nó chỉ là bonus thêm cái level á. Cộng thêm chỉ số để trở nên mạnh hơn. Chiêu của nó thì được cái có chiêu chiêu này là nó sẽ cắt chiêu liên tục. Nó sẽ chặt được liên tục thôi. Cũng thay đổi chút phải không? Hy vọng là lần sau sẽ tiến hóa thêm mạnh thêm nữa. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn. Cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hết những video của mình cũng như series ARK thì cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm tiếp những video tiếp hay cho bạn cùng xem nha. Còn bây giờ thì bye bye.